Xin chào quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Sài Gòn TV. Tôi là bác sĩ Lê Đức Xuân Tô, còn đây là bác sĩ Lê Đức Trường Sinh. Hôm nay chúng tôi chọn cái đề tài mà nó chuyên khoa về của bác sĩ Trường Sinh là cái bệnh về tiêu hóa và những cái về đường cái liên hệ gì đến cái thực quản, bao tử, đường ruột. Và hôm nay chúng tôi chọn cái đề tài là cái bệnh trĩ. Xin chào bác sĩ Trường Sinh. Xin chào bác sĩ Xuân Tô, xin chào quý vị khán thính giả. Bị đau khổ bệnh trĩ là một trong những cái triệu chứng mà chúng tôi thường gặp nhất trong cái lối mà hành nghề hàng ngày. Lý do là tại vì rất nhiều người bị bệnh trĩ mà không hay, chưa tới lúc nào mà cái họ đi cầu tự nhiên thấy ngay trong cái vùng hậu môn nó đau nhiều, rồi xong rồi để ý thấy có chảy máu thì lúc đó mới để ý tới rằng mình có một cái vấn đề gì trong cái vùng hậu môn mà từ mấy năm nay chưa biết tới. Thì để ý đó, thấy là những người mà bị trĩ thông thường là họ rất là dễ bị bón, cho nên nhiều khi bón nhiều xong rồi ít có đi cầu, mà mỗi lần đi cầu thì phân nó cứng cho nên phải rặn, và theo thời gian mà cứ rặn tới rặn lui hoài như vậy thì những cái mạch máu ở trong cái vùng hậu môn nó nở lớn lên và nó biến thành là trĩ. Trĩ là gì? Trĩ chỉ là mạch máu thôi. Nếu tôi có cái mô hình của tôi ở đây thì đây là cái ruột của quý vị, ruột già, và đây là cái hậu môn. Thì có mấy cái này, đây là cái trĩ, đây là mạch máu mà nó lọt ra ngoài thì cái này gọi là trĩ ngoại. Còn nó ở phía trong như chỗ này thì đây là trĩ nội. Thì tất cả như này chỉ là mạch máu thôi. Có nhiều người tưởng lầm, cứ nghĩ trĩ là bướu, là ung thư. Thật sự không đúng như vậy. Nó chỉ là những cái tĩnh mạch. Và khi theo thời gian mình cứ đè nén, mình tăng cái áp suất lên thì làm cho nó sưng lên. Và nhiều khi nó lớn lên và phân ở trên này đi xuống. Thì khi đi ngang qua cái chỗ hậu môn, cà vô trong mấy cái trĩ này và làm cho nó chảy máu. Có nhiều người bị trĩ ngoại nó lòi ra ngoài, xong rồi nó kẹt luôn, nó không thụt vô trong lại được. Và đi là cứ chàn hãng vậy, nó đau quá chịu không nổi. Thì đó là cái trĩ ngoại, là khi nó bị sưng và nó nghẽn và có thể máu bầm nó nằm ở trong đó nữa. Còn trĩ nội thường thường là khi đi cầu ra, thì làm sao biết mà trĩ được? Dễ lắm, nhìn vô thấy cái phân của mình màu vàng, màu nâu như thường, nhưng mà cái bồn cầu đỏ lòm mà. Vậy là chứng tỏ rằng là không phải chảy máu từ ở trên đi xuống, mà chảy máu ngay tại cái vùng hậu môn. Cho nên khi chùi thấy đỏ lòm, máu tươi, rồi nhìn vô bồn cầu nước đỏ lòm thì người nào thấy cũng sợ lắm. Nó trời ơi, sao mà nó ghê quá, thấy nó bị cái gì kinh khủng. Nhưng mà thực sự những cái đó là do trĩ nó gây ra nhiều hơn là do những cái lý do khác. Ví dụ như cũng có thể là bướu ung thư, đây là một cái cục bướu đây. Mà nếu mà mình không biết á, để mà đi soi ruột để cắt ra thì cái này cũng có thể biến thành ung thư được. Cho nên đi cầu ra máu, thường thường máu tươi đó, thường thường là do trĩ, nhưng mà cũng phải cẩn thận, coi chừng nó cũng là một triệu chứng của những cái bướu ung thư trong ruột mà mình không biết. Cho nên đừng bao giờ cứ nghĩ là đây là trĩ thôi, khỏi đi làm hết, nó bớt rồi, mình không cần đi khám, có thể lầm. Thì bác sĩ Trường Sinh nói là trĩ thì nó chảy máu mà máu tươi, mà đôi khi cũng có cục, phải không? Đúng vậy. Rồi mà như vậy đó là cái triệu chứng đặc biệt nhất là của trĩ. Nhưng mà tại sao người ta kêu đau khổ vì trĩ? Tại nó đau quá. Tại sao nó đau vậy bác sĩ? Nó đau là tại vì thường thường khi nó đau là những cái trĩ ngoại đó, mà khi nó lọt ra ngoài này thì thông thường mình đi cầu mình rờ mình thấy, và mình có cái tính thói quen là đẩy nó vô, lấy cái tay ấn đút nó vô lại. Thì khi nó vô lại thì mình thấy khỏe rồi, không có chuyện gì cả. Nhưng mà tới một cái ngày nào mà nó ra, nó kẹt luôn, giống như nó ra, nó thụt vô không được, là nó sưng lên. Một cái gì mà tĩnh mạch mà nó thụt vô không được và nó bị kẹt lại đó, thì nó sưng vù lên và nó rất là khó chịu, đau lắm lận. Đó. Thì những cái đó là những cái trường hợp đó là phải đi khám liền để xem coi chúng tôi có những cái phương thuốc mà có thể giúp cho nó nhỏ lại, cho nó dễ chịu hơn. Rồi nếu mà nó cứ tái đi tái lại hoài như vậy thì phải nghĩ tới cái chuyện giải phẫu. Tức là bác sĩ Trương Sinh nói có thể là mình có thể mình chữa bệnh bằng thuốc rồi, và cũng có thể cách để phòng ngừa, mà nếu không được thì mới đưa đến sự cắt. Rất là bây đúng. Giờ để xin hỏi bác sĩ Trương Sinh, những người nào dễ bị trĩ? Đa số đàn bà bị nhiều hơn đàn ông, là tại vì đàn bà có sinh đẻ, cho nên mỗi lần mà có thai 9 tháng 10 ngày là cái áp suất ở trong cái xương chậu, cái vùng này nó đè xuống, và nó làm cho những người đó khi mà rặn em bé ra hoặc là dễ bị bón hơn khi mà có bầu, thì nó cứ mỗi ngày nó cứ tăng cái áp suất trong mấy cái tĩnh mạch, là những cái mạch máu, và nó làm cho mạch máu nó nở lớn lên và biến thành trĩ. Có nhiều người đó thì họ bị táo bón kinh niên,
cứ vô cầu mà ngồi là phải đọc hết báo này qua báo kia cũng chưa đi cầu nổi nữa. À, thì đó là những người nào mà cứ đi cầu mà bón mà ngồi trong cầu thiệt là lâu để mà rặn cho ra phân á, thì những người đó cũng dễ bị trĩ lắm, tại vì mình cứ lấy cái mình cứ đè xuống hết ngày này qua năm nọ thì nó làm cho trĩ nó tạo ra. Hoặc là có nhiều người có cái thói quen cứ đi vô ngồi trong cầu là chơi cái game internet cho đã thắng rồi mới ngồi dậy, thì cái đó là cái thói xấu, là tại vì như vậy là cũng giúp cho những cái trĩ nó mọc lớn lên. Đúng vậy. Hoặc là những cái người nào mà thí dụ ngồi hoài ở một chỗ, những người làm ngồi bàn giấy ngồi, thư ký đánh máy, ngồi đúng hoài vậy, ở một chỗ không có hoạt động nhiều thì nó cũng có thể dễ bị trĩ, phải không bác sĩ Trường Sinh? Đúng vậy, đúng vậy. Rồi những thí dụ như mình có nói là những cái người sao bác sĩ Trường Sinh không hỏi coi em bé có bị trĩ không? Vậy em bé có bị trĩ không? Em bé đâu có ngồi mà làm thư ký đánh máy. Rồi em bé cũng có thể, những em bé mà nó bón á, uống những cái sữa mà nó làm cho bón cũng có thể bị trĩ lắm ha. Không, không có, không, ít khi lắm. Cho nên bác sĩ Xuân tôi khuyên nhắc nhở cho mấy cha mẹ cho đỡ lo là em bé đó nó ít có bị trĩ lắm, nhưng mà đôi khi em bé có đi cầu ra máu, thì đi cầu ra máu của em bé là nó do những cái nguyên nhân khác, ví dụ như tùy theo cái tuổi, ví dụ như là em bé đi cầu ra máu là do không chịu được cái sữa, hoặc em bé mà lớn lớn hơn đi cầu ra máu là tại vì bón quá cho nên nó bị nứt cái hậu môn ở ngoài thì chảy máu. Ít khi nào mà em bé bị trĩ lắm, mà có một số em bé cha mẹ tới cái thấy ở chỗ cái hậu môn nó có miếng thịt dư rồi đó, cái cha mẹ nó chắc là bị trĩ đó, nhưng mà không phải, đó là chỉ miếng một cái lớp da dư thôi ở ngay cái vùng hậu môn, cho nên không phải là bị trĩ, mà hiếm lắm mới có em bé bị trĩ. Nên là suốt đời bác sĩ Xuân tôi làm việc đã lâu rồi chưa có thấy em bé nào mà bị trĩ, tại vì làm sao biết được là trĩ không, thì tại theo kinh nghiệm thấy không có, như lại khám bệnh thì không có thấy, cũng khi mà mình khám em bé bị chảy máu ở cái hậu môn cũng phải để cái tay, cái ngón tay vô khám cái hậu môn, thì nếu mà có trĩ thì mình sẽ thấy những cái cục hơi lồi lồi, mà không thấy như vậy. Rồi cũng nghe thấy là em bé bị bón thì mình từ đó mình đoán là cho uống thuốc thì hết. Nhưng mà có những trường hợp mà nếu em bé chảy máu nhiều hơn nữa thì dĩ nhiên bác sĩ Xuân Tô có gửi đi những bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa cho em bé, thì chưa bao giờ từ đó giờ nghe mà em bé nào mà bị bệnh trĩ, hiếm, có thể có nhưng mà rất là hiếm. Lý do là trĩ tạo ra là theo thời gian, chứ không thể nào mà một tháng, hai tuần mà bị trĩ được, có thể bị trước rồi, cho nên vì vậy mà ở trẻ con ít thấy, chỉ có người lớn, tại mình càng ngày càng lớn tuổi, càng ngày càng bón nhiều hơn, càng ngày càng rặn nhiều hơn và tăng áp suất trong những cái tĩnh mạch để nó loại ra trĩ. Vậy thì khi mà bác sĩ Trường Sinh khám á, thì khám bệnh thì ngó ở ngoài xong có thể để ngón tay vô, hoặc là để có một cái cũng như cái instrument, ống soi, một cái ống soi vô để coi thì định được bệnh trĩ, thì bác sĩ Trường Sinh sẽ cho uống thuốc, rồi bác sĩ Trường Sinh sẽ cho những cách mà để phòng ngừa. Còn nếu mà kẹt lắm uống thuốc hoài mà không được thì lúc đó mình mới đi cắt. Chị cho bác sĩ cho biết là đúng uống vậy. Thuốc gì. Thì khi sau khi khám xong rồi thì thường thường thật sự không, khi biết mà trĩ nó sưng nên là làm cho người bệnh nhân có đi cầu mà ra máu á, thì không có cái thuốc nào mà uống từ đây mà xuống tới đây mà còn thuốc hết. Khi uống từ đây mà xuống đây nó gọi là phân, thì nó hết phải là thuốc rồi. Cho nên khi chữa là phải từ dưới đưa lên, từ trong vùng hậu môn cho thuốc bôi, thoa, nếu mà trĩ ngoại thì thoa vô. Trĩ nội thì phải đút cái thuốc vô đây, giống hệt như cái viên thuốc, những ngón tay thôi, giống hệt như vậy. Và từ đó cái thuốc nó tan ra và nó giúp cho cái trĩ nó xẹp nhỏ ra đi lại. Đó là chữa ngay tại cái vị trí của những cái trĩ này. Nhiều khi sưng quá thì phải có những cái cách giống như ngâm nước ở trong hậu môn, trong nước muối cho nó xẹp xuống rồi mới chữa trị được. Nhưng mà đặc biệt á, là phải làm sao uống những cái thuốc gì để cho nó giúp cho cái phân nó mềm. Thì khi cái phân nó mềm, nó đi xuống thì nó không có trầy vô, nó không có chạm vô trong cái trĩ và làm cho chảy máu. Và cái mà tốt nhất là đây, mấy cái loại người ta gọi là fiber, cái này mua ở đâu cũng có hết, nó là bột. Và khi mỗi ngày mình lấy 2 muỗng phở đầy, hòa vô trong 1 ly nước, khuấy lên và uống thường xuyên, dù không trĩ cũng nên uống, tại vì cái này nó giúp làm cho phân mình nó mềm, nó có khuôn và khi đi cầu ra nó rất là dễ dàng. Có nhiều loại khác nhau, Metamucil cũng là một loại, ở đây nó gọi là psyllium fiber, loại nào cũng được, tất cả đều là fiber hết, và chúng ta nên tập cái thói quen là phải uống mỗi ngày 2 muỗng canh hòa trong 1 ly nước.
Tức là để chữa phòng ngừa chỉ, nhưng mà đôi khi mình phải ăn những thức ăn nào mà nó có Rất những là cái đúng. chất fiber và uống. Bác sĩ chúng tôi để ý mua cái này ở Costco nè, nước cà rốt, mỗi ngày chỉ uống 1 ly nước cà rốt là mình sẽ đi cầu tốt, ít có bị bón. Mà tại vì khi mình bị bón dễ bị trĩ hơn, thì giờ phòng ngừa là bằng cách là khỏi bị bón. Ngoài ra cũng phải uống nước nhiều, hồi đó có dặn rồi, uống người lớn 7-8 ly nước trong một ngày đó, uống nhiều thì giờ đi cầu đừng có ngồi, mà đừng có ngồi dặn lâu quá. Không, dặn đi cầu có khi người ta nói mình ngồi, có khi mình ngồi chồm hổm á, để cho nó đi cầu dễ hơn. Hoặc có nhiều người chồm hổm không được thì người ta để cái ghế, cái mình đi cầu mình vừa ngồi mình để cái chân lên cái ghế và cái sự đi cầu nó dễ dàng thì ít có bị trĩ hơn. Hy vọng với những cái kiến thức rất là đơn giản và sơ đẳng như vậy giúp cho quý vị không có bị đau khổ bệnh trĩ. Xin chào quý vị. Xin chào bác sĩ Xuân Tô. Xin chào bác sĩ Trường Sinh, xin chúc quý vị một đêm an lành.